Nỗi lòng của mẹ chồng nàng dâu. Có một cái cảm giác mà bất kỳ một người phụ nữ nào cũng trải qua, đó chính là ở luôn trong cái trạng thái lo sợ mẹ chồng, cho dù có gặp được một người thương mình tới đâu đi chăng nữa. Và nếu cái áp lực của những cái nàng dâu không hòa hợp được với mẹ chồng, là làm sao để giải quyết được những mâu thuẫn thường xuyên xảy ra? Với những người may mắn hơn thì đó chính là làm thế nào để duy trì được mối quan hệ tốt đẹp đó. Bởi thực tế có không ít cuộc hôn nhân đổ vỡ là do con dâu và mẹ chồng không hòa hợp được với nhau. Ví dụ như ca sĩ Thu Ngọc, trưởng nhóm của Mây Trắng, ly hôn với người đàn ông mà đã gắn bó với mình suốt hơn 20 năm. Và sau khi cô trải qua 4 năm chung sống với mẹ chồng quá khác biệt về tính cách và nỗi sợ đối diện với mẹ chồng, đấy là tiếng lòng chung của phụ nữ khi bước vào cái cuộc sống hôn nhân. Bởi vì đâu phải ai cũng may mắn tìm được một người mẹ chồng thương con dâu như con đẻ và bảo với con dâu rằng ở nhà thì con mặc gì cũng được, nhưng ra đường thì con phải mặc đẹp, phải tươm tất. Và khi thấy vợ chồng cãi nhau, giận nhau thì mẹ cũng kiếm cớ để nói chuyện cho hai đứa vui, rồi khuyên bảo con cái vun vén hạnh phúc gia đình. Và hiếm có người nghĩ được rằng càng làm khó dâu của mình thì đồng nghĩa với việc làm khổ con trai của mình. Ngày xưa bà mẹ chồng của mình cũng đã từng làm dâu, cũng được đối xử như thế, nên bây giờ mẹ theo quán tính mà đối xử với con như thế. Làm dâu là thân phận chịu nhiều gánh nặng, lo toan đủ bề. Những mối lo toan đấy không phải dành cho những người rứt ruột đẻ ra mình, mà là dâu nhà người ta. Con gái khi quyết định đi lấy chồng tức là phải xa gia đình, khi chưa phụng dưỡng được đấng sinh thành một người nào, vừa rời khỏi vòng tay ba mẹ của mình chưa bao lâu đã phải lo toan cuộc sống hoàn toàn mới. Vì vậy, hạnh phúc và niềm an ủi lớn nhất của một người con dâu đó chính là có được mẹ chồng yêu thương và thấu hiểu. Phận đàn bà thì bao giờ cũng thiệt thòi. Sướng khổ không chỉ hơn nhau là ở tấm chồng, mà còn là có được một người mẹ chồng tốt. Chúng ta thường nghĩ về ước muốn của bản thân, muốn mẹ chồng tốt với mình, nhưng ít ai tự hỏi làm thế nào để có được cái tình cảm đó. Để làm dâu, bên cạnh việc bày tỏ tình yêu thương, luôn kính trọng, lễ phép với chồng, xem gia đình chồng như gia đình của mình, thì bạn phải tự chủ, độc lập về tài chính. Có thế, bạn mới luôn nhận được sự tôn trọng từ phía gia đình của chồng, bởi họ đón nhận bạn và mong muốn rằng bạn và con trai của họ có thể chia sẻ gánh nặng và áp lực cho nhau, chứ không phải là để tăng thêm. Trước khi bạn mong muốn được mẹ chồng yêu thương, thì hãy tự hỏi bản thân mình rằng bạn hãy là một người phụ nữ giỏi giang, chu toàn việc gia đình và cả xã hội. Bạn hãy tạo nên giá trị cho chính bản thân mình. Hãy tìm công việc mà bạn muốn và làm hết lòng với nó. Hãy là một người bản lĩnh, độc lập và tự chủ về tài chính. Khi đấy, bạn không chỉ được chồng yêu chiều mà còn được mẹ chồng thương như con cái. Và cuộc sống vợ chồng sẽ trở nên ấm êm khi mối quan hệ này được hài hòa bởi mẹ chồng và nàng dâu thấu hiểu nỗi lòng của nhau. Và cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã theo dõi đoạn video clip này. Và để chúng ta là người nhận video đầu tiên trong chuỗi video của trên kênh Lê Chí Linh, thì xin mời tất cả chúng ta hãy bấm vào like, subscribe. Và chúng ta hãy nhớ vào bấm vào nút chuông để là người đầu tiên nhận được những video của mỗi lần mà Linh phát hành. Và xin hẹn gặp lại tất cả chúng ta vào 9 giờ tối ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em chúng ta.